đến từ chính cái chỗ là anh em cách anh em vào tiền như thế nào. Đấy, nó cái sự khác biệt nó nằm ở đấy anh em ạ. Cái sự khác biệt nó nằm ở cách anh em đi tiền. Ở ví dụ như bây giờ vốn người ta lớn thì nó sẽ đi vốn lớn đúng không ạ? Vốn nhỏ người ta vốn nhỏ. Nhưng bây giờ cái phương pháp mới nhất của chúng ta nó đang gì? Sử dụng vào cái vốn lớn và giảm đi cái mục tiêu cũng như là cái tỷ lệ. Tức là cái số lãi của ta ấy. Chúng ta sẽ giảm đi cực cực kỳ nhiều luôn. Đấy, ví dụ như ví dụ như là gì? Ví dụ như là chúng ta có 10M đúng không ạ? Thì ta sẽ chốt là 1 2M thôi. Bình thường là ví dụ tầm vốn 5M hiện tại đi, nói thẳng với em tầm vốn 5M hiện tại thì ta sẽ chốt ít nhất phải 2M ta mới dừng, đúng không? Nhưng bây giờ thay đổi. Nha. Nhưng bây giờ thay đổi đó là gì? Đó là 5M thì mình sẽ chốt ở khoảng là trên 1M thôi. Là trên 1M, cứ trên 1M là mình có thể nghỉ được nha. Rồi, ok, thì hôm nay ta sẽ vào chơi cái trò gì được? Hôm nay thì mình sẽ vào chơi ở trong cái trò xích bo đi. Nó chơi xích bo đi. Anh em vẫn cứ đánh bình thường, chúng ta vẫn vào tiền như kiểu là lãi 2M thôi, vẫn vào tiền như kiểu là chốt 2M thôi. Đúng không? Là vẫn vào tiền như kiểu chốt 2M thôi, nhưng mà cái sự khác biệt đây là gì? Cái sự khác biệt đây là ví dụ lãi 1M thôi, này trên 1M là anh em nghỉ luôn được. Đấy, chúng ta có ngay 400 mấy rồi đúng không? 462k rồi. À, cái này mà 100 thôi. 115. Đấy, 115. Ok, vẫn là 3 thì vẫn là thơm thôi đúng không? Vẫn là 3 vẫn là thơm thôi. À, 600 rồi. 600 rồi. 33 rồi, đây này đánh 1 2 3 6 đi. Đó. Xem tên này nó có lên được khoảng tầm 800k không nhá. Nó xem nó có lên được 800k không. Ui, tí nữa là ba tay bất bại các bạn. Thực tế mình em mình cũng muốn chuyển về đánh bốn con trái lắm, nhưng mà mình cũng sợ nó phải nhảy xuống con 6 ấy. Mình nghĩ trong đầu là có thể nó sẽ nhảy xuống con 6 ấy, nên mình cũng phân vân. Thực tế mình em cũng khá là phân vân tay vừa rồi đấy. Đấy, mất rồi thì mình làm lại từ đầu cái gì đâu anh em. Gãy rồi thì mình lại làm lại từ đầu. Đấy, đúng chưa? 3 với 4 về nhiều rồi, tay này thì đánh 3 với 4 nữa, đúng là dở hơi. Đấy, theo cái cách suy nghĩ thông thường, nó nhiều khi game nó cũng bịp mình biết nào được. Nhiều khi game nó cũng bịp mình thì mình biết thế nào được. Đấy, khuyến mãi thêm 50k nữa nào. Đấy, càng mình đánh sự thay đổi một tí, về 3 về 4 nữa là chịu rồi. Nếu mà lần này còn về 3 về 4 là chịu rồi. Đáng lẽ thằng này anh em đánh chốt to đây, nhưng mà thôi, mình cứ bình thường mà lên thôi, có gì mà phải vội đâu anh em. Chà, về 2 rồi. Về 2 mình vẫn đánh 1 2 5 6 tiếp, vẫn vào một tiếp tục gắn bó với 1 2 5 6 tiếp anh em ạ, không bỏ luôn. Về 3 về 4 thì ạ. Về 3 về 4 thì ạ luôn. Về 3 về 4 thì ạ luôn. Đấy, bây giờ có phải lên 6M chưa? 6M chưa? Đấy, tao vẫn vào kiểu là 2M thôi. 2M thì mình sẽ phải bỏ thêm khoảng tầm độ là 3 đến 3 trên dưới 3 phút gì đấy để mình có thể chốt được thêm 1M nữa đúng không? Nhưng mà bây giờ mình thay đổi cái tỷ lệ đi, thì có phải bây giờ anh em dừng là anh em thắng không? Quá đơn giản đúng không? Nhưng mà cái vấn đề nó nằm ở đâu? Vấn đề nó nằm ở cái chỗ là lên vốn, vào vốn, sau đó là chốt lại ở thời điểm nào. Đấy, thời điểm nào chúng ta nên dừng lại, chúng ta nên chốt lại. Cái điều đấy là điều rất là quan trọng và là yếu tố quyết định hàng đầu trong cái vấn đề là làm thế nào trong một vòng một ngày chúng ta có thể chốt lại được. Thì thực tế với anh em dùng vốn lớn 10M thì mình chốt 2M rồi, 5M mình chốt 1M rồi. 5M chốt 2M, nhưng mà bây giờ 5M chỉ chốt 1M thôi. Thay đổi đi cái nguyên tắc, cái mục tiêu của mình, giảm cái mục tiêu, tăng cái tỷ lệ vào vốn mình lên, thì chắc chắn là gì, xác suất thắng là nó sẽ tăng cao hơn rất rất là nhiều anh em nhé. Ok, video này mình cũng sẽ khép lại ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.